Tổng thống Putin tiết lộ điều bất ngờ về cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ. Tên lửa siêu vượt âm chỉ còn của Nga có thể xoay chuyển chiến sự. Ngoại trưởng Nga dự kiến thăm ba nước Mỹ Latin. Tổng thống Putin thừa kế kho báu hội họa trị giá 2 tỷ đô la Mỹ. Ngày 14 tháng 2, khi nhắc đến cuộc trả lời phỏng vấn nhà báo Mỹ Tucker Carlson, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông khá bất ngờ khi ông Carlson không đặt ra những câu hỏi hóc búa trong cuộc phỏng vấn tuần trước. Ông Putin nói, thực tình mà nói, tôi nghĩ anh ta sẽ gay gắt hơn, hỏi những câu hóc búa hơn. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng và tôi cũng muốn được hỏi khó bởi vì nó sẽ cho phép tôi trả lời theo cách đó. Tuần trước, cựu ngôi sao dẫn chương trình của hãng tin Fox News, ông Carlson đã có cuộc phỏng vấn kéo dài 2 giờ đồng hồ với Tổng thống Putin. Cuộc phỏng vấn này đã thu hút hàng triệu người xem, đã gây xôn xao trước khi các bên liên quan xác nhận. Kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine cách đây gần 2 năm, ông Carlson là nhà báo Mỹ đầu tiên mà ông Putin nhận trả lời phỏng vấn. Điện Kremlin cho biết, ông Putin đồng ý bởi hy vọng rằng người dẫn chương trình Carlson có góc nhìn cân bằng hơn so với truyền thông phương Tây. Nhà lãnh đạo Nga cho hay, ông khá bất ngờ vì xuyên suốt cuộc phỏng vấn, nhà báo Carlson không đưa ra bất cứ câu hỏi hóc búa nào. Tổng thống Putin nhận định, tôi nghĩ Carlson là người nguy hiểm, tôi nghĩ ông ấy sẽ quyết liệt hơn, đưa ra những câu hỏi hóc búa hơn, nhưng ông ấy đã chọn một chiến thuật khác. Tôi không hoàn toàn hài lòng với cuộc phỏng vấn này. Theo ông Putin, trong cuộc phỏng vấn, ông Carlson đã một số lần tìm cách ngắt lời, nhưng nhà báo Mỹ vẫn kiên nhẫn một cách đáng ngạc nhiên và lắng nghe những cuộc trò chuyện dài dòng, đặc biệt là những phần liên quan đến lịch sử. Chủ nhân Điện Kremlin cho hay, ông Carlson đã không cho tôi cơ hội để làm điều mà tôi đã chuẩn bị. Bình luận về phản ứng của phương Tây đối với cuộc phỏng vấn, ông Putin nói, thật tốt khi các nhà lãnh đạo ở đó theo dõi và lắng nghe những gì tôi nói, nhưng sẽ rất tệ nếu họ cảm thấy cần phải bóp méo lời của tôi. Khi được hỏi liệu ông Carlson có thể phải đối mặt với sự trả đũa từ phương Tây hay không, Tổng thống Putin chỉ ra rằng ông chủ Wikileaks Julian Assange vẫn đang phải ngồi trong nhà tù ở Anh. Ông Carlson, 54 tuổi, đã từng là một người dẫn chương trình nổi tiếng ở Mỹ. Với quan điểm bảo thủ, ông này đã từng phát biểu rằng phần lớn truyền thông phương Tây đưa tin về cuộc chiến ở Ukraine theo hướng có lợi cho Kiev. Cuộc phỏng vấn của ông với Tổng thống Putin khiến giới chức Mỹ và phương Tây quan ngại. Ngày 7 tháng 2, cựu Thủ tướng Bỉ và hiện tại là thành viên của Nghị viện châu Âu, ông Guy Verhofstadt đã bày tỏ quan ngại rằng việc ông Carlson đến Nga để phỏng vấn Tổng thống Putin có thể gây ra rắc rối với Liên minh châu Âu-EU. Ông kêu gọi EU cân nhắc áp đặt lệnh cấm đi lại đối với ông Carlson dựa trên lệnh trừng phạt đối với những người ủng hộ Nga. Gần 2 năm kể từ khi xung đột bùng phát, chiến sự Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt. Cả hai bên đều đưa ra những vũ khí có sức công phá mạnh mẽ để tấn công đối phương, nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài này. Mới đây, các chuyên gia quân sự đã mổ xẻ khả năng thay đổi cục diện chiến sự của tên lửa siêu vượt âm Zircon, sau khi Ukraine tuyên bố Nga dường như đã lần đầu tấn công Kiev bằng tên lửa này. Kiev cho biết, hồi đầu tháng này, Nga được cho là đã bắn một tên lửa Zircon vào Ukraine, đánh dấu lần đầu tiên vũ khí siêu vượt âm được triển khai trong cuộc chiến kéo dài gần 2 năm. Tuy nhiên, theo Newsweek, nếu thông tin này có thật, tác động của Zircon tới cuộc diện chiến sự vẫn chưa rõ ràng. Theo người đứng đầu Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp Y, Kiev, do nhà nước Ukraine hậu thuẫn, ông Oleksandr Rubin, Nga dường như đã sử dụng tên lửa Zircon trong cuộc tập kích ngày 7 tháng 2. Tổ chức nghiên cứu đã phân tích các mảnh tên lửa và các thành phần của tên lửa khả nghi, mặc dù vi điện tử của tên lửa không còn quá nguyên vẹn. Ông kết luận, tên lửa bị vỡ ra nhiều mảnh nhỏ khiến việc nhận dạng trở nên khó khăn. Nhưng chúng tôi có thể nói rằng vũ khí này không giống như các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật mà đối phương tuyên bố. Trong một cuộc phỏng vấn với Newsweek, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, đại tá Yuri Inat xác nhận, Nga đã sử dụng Zircon và kêu gọi phương Tây viện trợ thêm tổ hợp Patriot. Ông thừa nhận vẫn chưa rõ liệu Nga có phóng thêm tên lửa Zircon hay không. Nga đã ca ngợi Zircon trong suốt quá trình phát triển tên lửa này. Truyền thông Nga cho hay, Zircon có khả năng di chuyển với tốc độ Mach 9, gấp 9 lần tốc độ âm thanh, với quãng đường lên tới 1.000 km, tương đương 620 dặm. Nhà phân tích quốc phòng và an ninh tại tổ chức RAND Mỹ, ông Matthias Eken cho biết, Zircon ban đầu được chế tạo như một tên lửa chống hạm siêu vượt âm và Nga đã thử nghiệm nó từ các tàu khu trục và tàu ngầm từ năm 2020. Ông nói, việc triển khai nhanh chóng và khả năng sử dụng tên lửa này không hoàn toàn đáng ngạc nhiên, do Nga đang nhanh chóng triển khai nó. Tuy nhiên, ông Eken cho rằng, Nga có thể có xu hướng phóng đại khả năng của các hệ thống vũ khí, nên Ukraine không nên quá lo ngại nếu Moscow lần đầu dùng Zircon. Cho đến thời điểm hiện tại, Nga chưa bình luận về thông tin mà Ukraine cung cấp liên quan tới Zircon. Tuy nhiên, đây không phải là tên lửa siêu vượt âm đầu tiên mà Nga sử dụng trong cuộc chiến. Nga từng phóng ra tên lửa siêu vượt âm Kinzhan và Ukraine tuyên bố đã dùng Patriot bắn hạ vũ khí này. Do đó, các chuyên gia phương Tây đặt ra câu hỏi,
liệu Zircon có phải là tên lửa không thể bị bắn hạ như Nga tuyên bố trước đó hay không. Trước đó, Nga từng tuyên bố Kinzhal là vũ khí bất khả chiến bại trước phòng không đối phương và Moscow bác bỏ thông tin Ukraine có thể bắn rơi tên lửa này, cho rằng tên lửa đánh chặn của Patriot bay quá chậm so với Kinzhal. Tới nay, việc Ukraine có bắn rơi được Kinzhal hay không vẫn chưa rõ ràng và đây mới chỉ là tuyên bố một chiều của Kiev mà chưa có bên thứ ba xác minh. Với Zircon, Bộ Quốc phòng Anh cảnh báo tên lửa này có thể tạo ra thách thức lớn cho phòng không Ukraine khi Nga vẫn đang giữ nhiều bí mật về vũ khí này. Phía Anh cho biết, Nga hiện có khá ít tàu có thể trang bị Zircon tại Biển Đen, nên Moscow có thể đã điều chỉnh hệ thống phòng thủ bờ biển để bắn hạ Zircon. Ngoài phiên bản phóng từ tàu, Nga đang phát triển Zircon phiên bản phóng từ chiến bộ. Theo giới chuyên gia, Nga có thể đang thử nghiệm tên lửa Zircon trong thực chiến. Ông Eken nhận định, Moscow có thể đang ném đá, dò đường nhằm tìm hiểu xem mạng lưới phòng không Ukraine đối phó với các tên lửa siêu vật âm như thế nào. Bộ Quốc phòng Anh cũng đồng ý với khả năng Nga đang thử nghiệm Zircon trên chiến trường để khắc phục các vấn đề còn tồn đọng, đảm bảo vũ khí này tác chiến hiệu quả trong tương lai. Ngày 14 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov dự kiến bắt đầu chuyến công du Mỹ-Latin từ ngày 19 tháng 2. Điểm dừng chân đầu tiên của ông Lavrov là Cuba, sau đó là Venezuela và Brazil. Theo bà Zakharova, trong chuyến thăm Cuba kéo dài 2 ngày, ông Lavrov sẽ gặp Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel và Ngoại trưởng Bruno Rodríguez. Nga và Cuba dự kiến sẽ thảo luận về thực trạng hợp tác song phương, chương trình nghị sự toàn cầu và khu vực. Người phát ngôn Nga cho biết, hai bên sẽ tập trung thảo luận các khía cạnh nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Nga-Cuba trên cơ sở đối thoại chính trị sâu sắc hơn và xây dựng mối quan hệ trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại, tài chính và đầu tư, khoa học kỹ thuật, văn hóa và nhân đạo. Nga và Cuba cũng sẽ tăng cường hợp tác để ngăn chặn việc các nguyên tắc và chuẩn mực được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc bị suy yếu, nhằm chống lại các thực tiễn thuộc địa mới và các biện pháp hạn chế đơn phương bất hợp pháp trong quan hệ cấp nhà nước. Trong khi đó, tại Venezuela, Bộ trưởng Ngoại giao Nga sẽ hội kiến Tổng thống Nicolas Maduro và người đồng cấp nước chủ nhà Ivan Gil với mục đích làm sâu sắc thêm đối thoại song phương. Ông Lavrov dự kiến sẽ thăm Rio de Janeiro, Brazil trong 2 ngày ngày 21 và ngày 22 tháng 2 để tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng G20. Chuyến công du Mỹ-Latin gần nhất của Ngoại trưởng Nga diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 4 năm 2023. Ông Lavrov đã đến thăm Brazil, Cuba, Nicaragua và Venezuela. Ngày 14 tháng 2, hãng tin Interfax dẫn lời Bộ Văn hóa Nga cho biết nhà phê bình nghệ thuật người Nga Nina Nikolaevna Volina vừa qua đời ở tuổi 98, để lại cho Tổng thống Vladimir Putin nước này một bộ sưu tập tác phẩm bí ẩn mà bà tuyên bố trị giá 2 tỷ đô la Mỹ. Bà Muleva được cho là sở hữu bộ sưu tập quy tụ hơn 1.000 bức tranh, tác phẩm điêu khắc và các tác phẩm nghệ thuật khác. Trong đó có 200 bức tranh của các bậc thầy thời xưa như Vinci, Rembrandt, Titian và Michelangelo, cũng như các tác phẩm điêu khắc và đồ nội thất. Các tác phẩm được lưu giữ trong một căn hộ 3 phòng ở trung tâm thủ đô Moscow của Nga với hệ thống an ninh 24/24. Bà Muleva từng tuyên bố rằng nhà đấu giá Hotel de Ruos có trụ sở tại Paris đã định giá bộ sưu tập của bà với mức giá khởi điểm là 400 triệu đô la Mỹ và ước tính có giá trị thực lên đến 2 tỷ đô la Mỹ. Các nhà báo và nhà phê bình nghệ thuật đồng nghiệp đã nghi ngờ tuyên bố của bà Muleva và Bảo tàng Mỹ thuật Pushkin ở Moscow từng từ chối tiếp nhận bộ sưu tập khi bà thể hiện ý định quyên tặng. Báo Moskovsky Komsomolets đưa tin, bà Muleva dự định để lại bộ sưu tập cho nhà nước, nhưng sau khi luật sư cho biết bà cần nêu tên một cá nhân cụ thể để kế thừa các tác phẩm này, bà đã viết tên Tổng thống Nga Vladimir Putin trong di chúc của mình. Trong một cuộc phỏng vấn với The Moscow Times qua điện thoại vào năm 2015, bà Muleva nói, tôi đã để lại bộ sưu tập cho Tổng thống Putin, tôi không còn gì để nói nữa. Cho đến thời điểm hiện tại, Điện Kremlin chưa bình luận về thông tin này. Một trong nhiều giả thuyết về bộ sưu tập cho rằng bà Muleva và người chồng quá cố của bà, nghệ sĩ avant-garde nổi tiếng Elie Ben-Sutin, có thể đã sưu tầm và kinh doanh các tác phẩm nghệ thuật cho các nhà lãnh đạo Liên Xô. Một giả thuyết khác là ông Benzulin, người được đồn đại là sĩ quan tình báo của quân đội Liên Xô, có thể đã buôn lậu các tác phẩm từ châu Âu trong thời chiến. Hai vợ chồng từng tuyên bố ông nội của ông Benzulin là một nghệ sĩ sân khấu tại các nhà hát hoàng gia ở Moscow, đã đặt nền móng cho bộ sưu tập này. Năm 1968, bà Muleva và ông Benzulin
giành được quyền trở lại cư trú ở 3 trong số các căn phòng căn hộ ban đầu có 12 phòng. Họ tuyên bố đã phát hiện các tác phẩm nghệ thuật được cất giấu trên một gác mái xà trong căn hộ này. Ngày 15 tháng 2, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát vụ phóng tên lửa đất đối hải mới Padasuri-6 của nước này và ra lệnh bố trí phòng thủ chặt chẽ hơn nữa tại vùng biên giới biển phía Tây. KCNA cho biết, tên lửa đã bắn trúng mục tiêu sau khi bay qua vùng biển ở Biển Đông vào khoảng 1.400 giây, tương đương 23 phút 20 giây. Song không công bố chi tiết số tên lửa đã phóng. Đây là vụ phóng tên lửa hành trình thứ 5 của Triều Tiên trong năm nay. Theo KCNA, trong quá trình giám sát, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã ra lệnh tăng cường phòng thủ ở gần biên giới biển phía Tây, đồng thời cáo buộc Hàn Quốc cử tàu chiến và tàu tuần tra tới bảo vệ đường giới hạn phía Bắc, biên giới trên biển mà Triều Tiên không công nhận. Ông Kim Jong-un nhấn mạnh, bây giờ là lúc phải bảo vệ triệt để chủ quyền hàng hải bằng vũ lực và hành động, chứ không phải bằng bất kỳ lời lẽ khoa trương hay tuyên bố nào. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng thời cảnh báo rằng, nếu đối phương vi phạm biên giới trên biển mà Triều Tiên công nhận, nước này sẽ coi đó là hành vi xâm phạm chủ quyền và là hành động khiêu khích quân sự. Trước đó, ngày 14 tháng 2, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân TCS Hàn Quốc cho biết, sáng cùng ngày, Triều Tiên đã phóng một số tên lửa hành trình ra ngoài khơi bờ biển phía Đông. GCS đã phát hiện các tên lửa được phóng vào khoảng 9 giờ theo giờ địa phương ra vùng biển phía đông bắc của thành phố xuyên hải Gunsan. Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc cũng không nêu rõ số lượng tên lửa. Ngày 13 tháng 1, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu với kết quả xích sao cho việc luận tội Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas, quan chức biên giới hàng đầu trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, cho các vấn đề biên giới. Nhập cư đang là một trong những vấn đề nóng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Với tỷ lệ phiếu 214-213, Hạ viện thông qua hai điều khoản luận tội ông Mayorkas cho việc ông đã không thực thi luật nhập cư của Mỹ. Theo Đảng Cộng Hòa, điều này dẫn đến dòng người nhập cư đổ về biên giới Mỹ-Mexico tăng cao kỷ lục. Bên cạnh đó, ông Mayorkas cũng bị cáo buộc đã đưa ra các tuyên bố sai sự thật trước Quốc hội Mỹ. Cuộc bỏ phiếu hôm ngày 13 tháng 2 đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử Mỹ và là lần đầu tiên trong 150 năm Hạ viện luận tội một thành viên nội các của Tổng thống. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thuộc Đảng Cộng Hòa nói, Bộ trưởng Mayorkas đã cố tình và liên tiếp từ chối tuân thủ luật nhập cư liên bang, gây ra thảm họa biên giới tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ. Tuy nhiên, ông Mayorkas tuyên bố, ông không chịu trách nhiệm cho tình hình biên giới Mỹ hiện nay, đổ lỗi cho hệ thống nhập cư Mỹ vốn đã có vấn đề mà quốc hội nước này chưa thể khắc phục. Văn phòng của Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Chuck Schumer, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ cho biết, các thượng nghị sĩ sẽ thảo luận về việc này khi trở lại làm việc vào ngày 26 tháng 2. Song sẽ rất khó có khả năng Đảng Dân Chủ chiếm đa số tại Thượng viện bỏ phiếu cách chức ông Mayorkas. Theo hãng tin Reuters, một số người nhập cư kỷ lục đã vượt biên trái phép vào Mỹ từ biên giới Mexico kể từ khi ông Biden nhậm chức tổng thống vào năm 2021. Đây cũng là trọng tâm mà cựu tổng thống Donald Trump đang khai thác nhằm đối đầu với ông Biden trong cuộc bầu cử sắp tới. Với kinh nghiệm công tác phong phú trong lĩnh vực ngoại giao, ông Lưu Kiến Siêu đã trở thành một gương mặt nổi bật trong các hoạt động đối ngoại của Trung Quốc gần đây. Hồi tháng trước, một phái đoàn ngoại giao của Trung Quốc đã tới thăm Mỹ với trưởng đoàn là trưởng ban liên lạc đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Lưu Kiến Siêu. Trong thời gian chuyến thăm, ông Lưu đã được đón tiếp một cách trịnh trọng từ phía Mỹ. Ông Lưu, người có chức vụ tương đương bộ trưởng nhưng không nổi bật như ngoại trưởng, đã thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Phó Cố vấn An ninh Quốc gia John Finner. Ông cũng gặp gỡ những gương mặt chủ chốt của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, trong đó có các chính trị gia địa phương cũng như các thành viên cộng đồng doanh nghiệp ở San Francisco, New York và Washington. Một nguồn tin am hiểu về mối quan hệ giữa Bắc Kinh, Moscow và Bình Nhưỡng đã tiết lộ, chuyến thăm ít được chú ý nhưng các sứ mệnh quan trọng của ông tại Mỹ có liên quan mật thiết đến thực tế là quan hệ giữa Triều Tiên và Nga, hai đối tác thân cận của Trung Quốc gần đây ngày càng gắn bó. Điều này dường như có nghĩa là quan hệ hợp tác giữa Nga và Triều Tiên đang trở thành lý do để Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden kết nối với nhau, trong đó ông Lưu Kiến Siêu được coi là một kênh quan trọng. Một quan chức Mỹ nói về ông Lưu rằng, về cơ bản, phía Trung Quốc muốn nói với chúng tôi rằng ông ấy sẽ mang những vai trò lớn hơn. Trong suốt chuyến thăm, ông Lưu tiếp tục thúc đẩy nỗ lực của Chủ tịch Tập nhằm giảm bớt căng thẳng với Mỹ, nhưng vẫn kiên định bảo vệ các chính sách mà Trung Quốc theo đuổi, từ vấn đề Đài Loan đến chương trình nghị sự về an ninh quốc gia và sáng kiến vành đai và con đường trị giá hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Ông Lưu Kiến Siêu, 60 tuổi, được các quan chức ngoại giao đánh giá cao về kinh nghiệm làm việc trong đảng và thể hiện lòng trung thành với chính trị, những đặc tính mà ông Tập đặc biệt quan trọng. Trước khi gia nhập Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lưu Kiến Siêu từng du học tại Đại học Oxford, Anh.
Sau đó, ông đã đảm nhận vai trò phát ngôn và sau đó là chức vụ đại sứ tại Indonesia và Philippines trước khi được thăng chức lên làm trợ lý ngoại trưởng. Trong vai trò là vụ trưởng vụ thông tin tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nơi có trách nhiệm quan hệ công chúng, ông Lưu Kiến Siêu đã có cơ hội tương tác nhiều với phương tiện truyền thông quốc tế và được đánh giá là một người giao tiếp hòa nhã. Ông cũng được nhận xét là một diễn giả tài năng và có khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Ngoài lĩnh vực ngoại giao, ông Lưu cũng đã đảm nhận những vị trí quan trọng khác. Ông đã được bổ nhiệm vào Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, tổ chức giám sát chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập chỉ đạo, cùng với việc giữ một số chức vụ tại tỉnh Chiết Giang, nơi mà ông Tập từng đảm nhận vai trò làm bí thư tỉnh ủy. Giờ đây với vai trò là người đứng đầu ban liên lạc đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông đã trở thành một gương mặt vàng trong việc thực hiện các mục tiêu ngoại giao của Chủ tịch Tập, đặc biệt là kể từ khi Ngoại trưởng Tần Cương bị miễn nhiệm vào năm ngoái. Nhà phân tích cấp cao tại tổ chức tư vấn Eurasia Group có trụ sở tại New York, Jeremy Chan đã đưa ra nhận định rằng có khả năng cao Lưu Kiến Siêu sẽ được bổ nhiệm vào vị trí ngoại trưởng của Trung Quốc trong kỳ họp quốc hội vào tháng 3. Hiện tại, vị trí này đang được ông Vương Nghị, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đảm nhiệm sau khi Tần Cương mất chức. Theo chuyên gia Chan, nếu ông Lưu được bổ nhiệm vào vị trí này, thế giới có thể chứng kiến một Trung Quốc mềm mại hơn trên trường quốc tế, ngay cả khi ông không phải là người ra quyết sách về đối ngoại của Bắc Kinh. Chuyên gia này nhận định, ông Lưu Kiến Siêu là người thể hiện sự thân thiện hơn so với ông Vương Nghị và nói tiếng Anh tốt hơn, điều sẽ thúc đẩy các kênh liên lạc ngoại giao với Mỹ và các đối tác phương Tây. Các chuyên gia phân tích cũng cho rằng, việc Lưu Kiến Siêu dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc thăm Mỹ vào tháng 1 là một trong những động thái để chuẩn bị cho việc đưa ông lên vị trí cao hơn, nổi bật hơn trong cộng đồng ngoại giao quốc tế. Vai trò của ông Lưu Kiến Siêu trở nên đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhạy cảm của quan hệ Mỹ-Trung, đặc biệt sau khi ông Tập và ông Biden đã bắt đầu nỗ lực tái kết nối hai cường quốc hàng đầu thế giới hồi tháng 11 năm trước. Sau một thời gian dài lạnh nhạt, theo các nhà quan sát, mục tiêu chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong năm nay là duy trì mối quan hệ ổn định với Mỹ, đặc biệt khi nước này đối diện với nhiều thách thức kinh tế. Chính quyền Mỹ đang lo lắng với xung đột ở Ukraine và khủng hoảng ở Trung Đông, cũng muốn tránh căng thẳng nghiêm trọng với Trung Quốc, đặc biệt là khi Tổng thống Biden đang tiến vào chiến dịch tái tranh cử với nhiều khó khăn. Cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ hiện làm việc tại Viện Chính sách Xã hội Châu Á, Daniel Rusen đã chỉ ra các dấu hiệu tích cực trong quan hệ song phương gần đây, như việc quân đội Mỹ và Trung Quốc khôi phục đường dây liên lạc, hai nước hợp tác chống buôn lậu chất gây nghiện, fentanyl hay trao đổi các chuyến thăm cấp cao. Chuyên gia này đã đề cập đến chuyến công tác của Lưu Kiến Siêu tới Mỹ như một phần trong những nỗ lực này. Khi gặp các quan chức Mỹ, ông Lưu Kiến Siêu luôn tuân thủ thông điệp mà Chủ tịch Tập đã trao đổi với Tổng thống Biden trong cuộc gặp hồi tháng 11 năm ngoái tại California, nhấn mạnh rằng Trung Quốc không có ý định thách thức Mỹ hoặc thay đổi trật tự quốc tế hiện tại. Tuy nhiên, thông điệp này ngày càng bị hoài nghi ở Washington. Đặc biệt, một số quan chức Mỹ tham gia các cuộc thảo luận cũng chú ý đến sự sẵn lòng của ông Lưu Kiến Siêu lắng nghe và giải quyết những lo ngại liên quan đến chính sách của Trung Quốc, trong đó có việc ngăn chặn các công ty phương Tây đánh giá rủi ro đầu tư tại nước này. Những hành động như vậy đã đóng góp vào việc khiến dòng vốn nước ngoài rút khỏi Trung Quốc và các quan chức Mỹ đã nhấn mạnh, ông Lưu Kiến Siêu dường như có nhận thức sâu sắc về những rủi ro của việc xa lánh cộng đồng doanh nghiệp Mỹ, vốn luôn là lực lượng ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Bắc Kinh ở Washington. Phần gây chú ý nhất trong sự nghiệp chính trị của ông Lưu Kiến Siêu là việc ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu văn phòng quốc tế của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc vào năm 2015. Chức vụ này đã khiến ông trở thành một gương mặt chủ chốt trong chiến dịch săn cáo của Chủ tịch Tập. Mục tiêu là truy lùng các quan chức Trung Quốc bị cáo buộc tham nhũng và trốn ra nước ngoài, trong đó có Mỹ. Ngày 9 tháng 1, trong bài phát biểu tại Diễn đàn do Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ tổ chức, ông Lưu đã trả lời câu hỏi về công việc này. Ông nói, trước đây khi họ trốn khỏi đất nước, chúng tôi không thể làm gì. Nhưng sau đó chúng tôi quyết tâm đưa họ trở về nước với sự hỗ trợ từ đối tác, đồng nghiệp ở các nước khác. Bên cạnh đó, ông cho biết, Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã giúp đỡ tích cực cho chính quyền Trung Quốc. Cũng trong cuộc tọa đàm, ông Lưu Kiến Siêu đã phủ nhận rằng Trung Quốc từng theo đuổi chính sách ngoại giao chiến lang, dù các nhà ngoại giao của nước này thường xuyên đưa ra những bình luận cứng rắn, quyết liệt trước mọi lời chỉ trích nhằm vào Bắc Kinh. Khi ông Tập kêu gọi việc thành lập đội quân sát ngoại giao trong cuộc họp cấp cao về đối ngoại gần đây, ông Lưu đã giải thích, Chủ tịch Trung Quốc thực sự chỉ muốn nói rằng các nhà ngoại giao cả trong nước và nước ngoài cần giữ nghiêm kỷ luật. Giám đốc chương trình Trung Quốc tại Tổ chức Tư vấn Trung tâm Stevenson ở Washington, người tham dự cuộc tọa đàm, Jun San nhận định chuyến thăm Mỹ của ông Lưu là dấu hiệu rõ ràng cho thấy ông sẽ được giao nhiệm vụ quản lý mối quan hệ quan trọng với Mỹ. Vị giám đốc này nói, sẽ rất bất thường nếu ông ấy không đảm nhận một vị trí lớn hơn. Chuyên gia Chan của Eurasia Group cho rằng, kinh nghiệm phong phú của Lưu Kiến Siêu trong nhiều lĩnh vực công tác đã giúp ông trở thành ứng viên phù hợp cho cương vị lãnh đạo Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Chuyên gia Chan nhận định, các hoạt động trong cơ quan chống tham nhũng của ông ấy là khá bất thường với cương vị ngoại trưởng. Nhưng kinh nghiệm công tác tại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cũng khiến ông ấy trở thành người đáng tin cậy trong mắt các lãnh đạo Trung Quốc. Về bản chất,
Ông Lưu vẫn là một nhà ngoại giao có tầm nhìn toàn cầu và sự tự tin cần thiết khi giao tiếp với các đối tác nước ngoài.